Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả nam ơi. Sau video gài ép xong cái nhẫn kháng hộ ăn ban thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video ép nhẫn kháng băng nha anh em ơi. Và anh em cùng theo Khả cho vui nha. Giúp cho Thiên Tinh 3 em ơi. Thiên Tinh 3. Ôi, thiếu tiền à? Ôi, em quên đưa tiền vàng rồi, đưa anh em cho vàng rồi. Hút cái hết mày 20 vàng rồi. Để cho tiền vạn quăng cái nội lực luôn nè, quăng nội lực luôn nè. Không, từ từ chưa đợi đến ốc của này, chưa đâu, không bị chặt rương rồi. Lấy thêm 2 cá nữa nên nó hết. Cái này nó lượng 192 luôn. 192. Hôm qua hút hút nhưng mà có cái phần 7 này mà. Ô, phần 6. Tại em hút vô đó coi. À. Thêm cái nội lực này. Đó. Ui. Ok. Hút đủ 6 cái à, tính tiếp đi vào thành khác quay về nha. Thời gian trôi qua biết bao điều nên ta đã xa rời đời võ lâm. Nguyện suốt kiếp sống trong âm thầm nhưng tình nghĩa sao mãi hoài khắc ghi. Đủ số cục tinh tiết. Cái nào rớt đỡ ép ngọc bội nè. Nào rớt năm đỡ ép ngọc bội. Cùng danh vương sắc mơ anh hùng bao giang hồ giờ này có xa chi khi huynh đệ. Hôm trước có rớt 2 và cục 5 mà một ép một bội được 66, ok. Tiếp tục. Chúc bởi cho anh 6 cái phôi 6 cái phôi băng, không băng ẩn 2 ấy. Ừ, đi rồi. Ok, đứng ra để anh chạy qua. Này là video ép nhẫn ăn bàn không băng gì nào mà. Tùy server anh em có thể làm theo nha. Server này thì mình ép như vậy, công thức như vậy, cũng có thể tỷ lệ rớt như nào. Là anh em hên xui thôi. Giờ tùy server, không server nào giống server nào đâu. Nhanh gọn nhận ăn ban khăn ban như vậy. Phần 7 nè. Đây phần 7 luôn. Lâu lâu ra cái phần 7 luôn. Có này nè. Cũng như công thức này mà nó vẫn rất phẩm 5 nó nè. Vậy đó. Rồi 7 nè. Hai cái cuối 7 là vậy đó. Đây em vứt vứt đất anh nè. Sớm môi. Không rút không rút. Ok. Ở dầu đó nó rút cái cái này phẩm mấy? Phẩm 4 này mà, phù dung thạch phẩm 4. Ok. Phẩm 4 thì mình cứ rút vô ra công thức phẩm 5 rồi lấy nè. Phẩm 5 cứ ra 5 rồi đẹp. Phẩm băng này. Ấm này. Tinh tinh này. Sáng
xấu, ra phẩm xấu luôn, dư luôn. Năm auto luôn. Auto năm luôn. Này không sợ rớt. Này auto lên luôn. Thù má bỏ này mà toàn phẩm xấu luôn em ảo. Má bỏ hai cá phẩm xấu liên tục. Giả mà lấy ra giả mà thêm nữa nó lại rớt phẩm 5 ở đâu được nấu. Nó rớt phẩm 4 này nọ xương thì. Rồi xong nhẫn như nào. Rồi à, em đứng đưa anh Hiền Tân Thị Tân đi. 18.000 Thị Tân. Rồi đủ đầu giờ ra số cho nè. Ok anh em ơi, nãy giờ Khải lấy được 4 mảnh rồi nè. 4 mảnh số nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Giờ Khải lấy thêm mảnh 1, 2, mảnh 2 nó bắt đầu đi ra. Đi qua là mang lấy đồ cho nè. Rồi ok anh em ơi. Trước khi Khải lấy xong 6 mảnh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Một món hết 50 bình phủ diện nè. Vừa đẹp luôn, vừa chọn 50 bình. Rồi hai bên này mình qua cánh cái lấy mình bán lấy dí nè. Em còn bình quá tưởng đúng không? Quá tưởng hết à? Hết rồi. Có nào lụm vứt cái cánh quá tưởng phong thủy rồi tí. Ok nè mày, cánh quá tưởng là mà trên đầu mình nhiều dòng sáng mà nó không hiện đâu mày. Thiên sơn thì có nè. Rồi ok. Ôi đâu có nặng cái đồ cái nhóm đẹp đẹp nha anh em ơi. Ta có đủ số mảnh vô. Đủ số mảnh vô. Cui 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 cui. Nhiều điểm nè em ơi, nhiều điểm nè em ơi. Cho cái comment nhiều điểm nè em ơi. Cố gắng cho nghiệm cấp cao tới giờ đẹp mắt ơi. Như vậy 28, ok. Rồi tiếp tục lấy ngọc bỏ nha em ơi. Ok 28, phương tường em ơi. 28, gỡ gạn ơi. Phương tường ở trung tâm 28 quá đẹp rồi. À em ơi, thằng em nó gần đủ set đâu, ép được nó. Đeo lên nhớ nhận họ đâu, đeo lên bị full bộ á, đeo lên. Rồi. Nhận 28 lần lượt 143 anh em ơi. Rồi. Anh em xem video ép nhận ăn ban này thì đừng quên đỡ lại cho Khảo like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Tiếp tục phải sẽ ép nó cái ngập bội nha. Rồi. Mang vô. Dây chuyền nè. Nhẫn nè. Hôm qua cái nhẫn 26 nè mà. Ok, đẹp ra tuyệt vời nha. Rồi. Tiếp tục giờ sẽ ép đến cái ngập bội ăn ban nha anh em ơi. Anh em xem video thì tiếp tục chờ đợi xem video tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Hiện tại cũng đang thức 2 3 giờ sáng úp giùm thằng em lên set ăn ban nữa nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên like chia sẻ mạnh nha anh em.